Alo, xin chào mọi người, chào mừng bạn quay trở lại với channel của SGPH. Đêm nay thật sự là đúng là có rất là nhiều nhạc hay các bạn. Mình đã định đi ngủ rồi, nhưng mà lần lượt thấy thông báo là Space Speaker cân bác với lượt rừng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tiếp tục cái reaction bài mới nữa các bạn, của nam ca sĩ Madihu với MV mang tên là Vì Anh Đâu Có Biết. Thì nếu như các bạn đã nghe nhạc của anh Madihu trước đây, thì nếu như các bạn đã nghe nhạc của anh Madihu thì chắc chắn các bạn đã biết đến bản hit Có Em rất là hot các bạn. Thì mình cũng vừa mới nghe nhạc của anh Madihu gần đây thôi, đặc biệt là bài Có Em, và sau đó mình cũng rất là thích cái vibe của anh chàng này. Ok, chúng ta sẽ vào xem MV tiếp theo, sản phẩm mới của anh Madihu, Vì Anh Đâu Có Biết, để xem coi là lần này thì mà đi hôn mang đến một giai điệu gì cho chúng ta nhé. Let's get it. One, two. Như vậy là mình vừa mới xem xong MV Vì Anh Đâu Có Biết của Madihu feat với anh Vũ các bạn. Wow. Thật ra là Madihu là composer, viết lời và producer cho phần nhạc luôn các bạn. Rất là tài năng nha. Và sau khi cái sản phẩm Có Em á, thì mình đã có cái cảm nhận về anh chàng Madihu là một cái tiềm năng, một cái ẩn số rất là đặc biệt cho trong cái V-pop, trong cái thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta. Khi mà cái chất giọng của anh này nè, mình đang có một cái cảm giác là khi mà mình nghe tới chất giọng của Madihu, mình cảm giác mình liên tưởng tới những cái anh chàng nghệ sĩ âm nhạc đường phố ở bên châu Âu các bạn. Cái chất giọng nó la lai, kiểu giống như là người những cái anh chàng mà âm nhạc đường phố của châu Âu á các bạn. Cái chất giọng rất là nó hơi nghẹt nghẹt, nó không có phải là mạnh, không phải là cứng, cũng không phải là giống như là một cái chất giọng nam bình thường mà chúng ta hay nghe. Vì cái chất giọng của Amadeo nó có cái gì đó nó rất là feel các bạn. Đó, feel theo cái chất riêng của Amadeo rất là lạ luôn các bạn, và mình khá là thích cái kiểu hát của anh này. Câu nắng mai đang tàn các bạn, thường thì ca sĩ sẽ hát nắng mai đang tàn tàn một cái rất là tàn, hoặc là rất là nhẹ, ở đá đá cái chữ tàn lên. Nhưng mà Amadeo thì hát một cái cách khác hơn các bạn, nắng mai đang tàn, kiểu nó tròn cái chữ thôi các bạn, giống như là một chàng trai rất là lãng tử, mộc mạc. Và cái cách hát của Amadeo rất là lạ luôn các bạn. Đó, hiếm khi nào ở ca sĩ V-pop có một cái cách hát đặc biệt như vậy. Và có thêm một điều mình khá là thích đó, chính là cái khả năng, cái khuôn mặt diễn xuất của Amadeo rất là mắc cười, rất là vui. Tại MV Có Em trước của Amadeo là mình thấy cái kiểu quay MV của Madihu đó, chính là một cái kiểu quay MV nó không có lời thoại đó. MV quay không không có lời thoại, chỉ là tập trung vào cái biểu cảm khuôn mặt của anh Madihu rất là nhiều, nhiều đó đủ tác lên được cái thần thái và cái chất của nghệ sĩ ở trong đó luôn rồi. Rồi đi thôi, rất là hay các bạn. Thì anh đâu có biết đâu mà đó, nên mới là chất giọng hát nó rất là nó có gì đó nó cảm xúc ở trong cái cách hát của Amadeo các bạn. Đó, và cái khuôn mặt diễn xuất của Amadeo cũng khá là vui. Có cái cảnh mà Amadeo mặc đồ đầu bếp vô xong cười rất tươi. Nụ cười của anh này là cười rất tươi các bạn. Đó. Hay chứ, diễn mà khuôn mặt rất là biểu cảm luôn. MV giống như là một cái MV storytelling mà bằng facing vậy các bạn, facial expression thôi vậy đó. Dùng cái hốc hủ mà cười ghê quá. Và mình nghĩ là cái MV này là nói về những cái mong muốn của người bạn gái của Madihu á, khi mà muốn anh vào vai rất là nhiều vai, vào vai đầu bếp này, đưa cái đồ sẵn cho anh Madihu để nấu ăn, rồi sẽ là muốn anh Madihu làm thợ đâu có biết trái tim một năm, vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng, vì anh luôn nhẹ nhàng, nó hơi hướng retro pop ngày xưa một chút xíu đó. Ok, và hy vọng sẽ được thấy anh Marie nhiều hơn trong các sản phẩm tiếp theo. Chúc mừng anh, và các bạn đã xem video clip reaction của mình, các bạn thấy vui hay hay cho mình một like, xem một comment nhé, và đừng quên hãy tiếp tục
ủng hộ cho kênh của mình và các bấm đăng ký kênh với mình nhé. See ya, hẹn gặp lại.